Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Nguyễn Xuân Phúc đứng trước nguy cơ không còn là vùng cấm. Ngày 6 tháng 11, AFA tiếng Việt có bài bình luận, nền chính trị cung đình sẽ ra sao nếu ông Nguyễn Xuân Phúc bị xử lý. Và đây là hình bài trên AFA. AFA cho hay, đang có nhiều đồng đoán về việc cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có thể sẽ không còn trong vòng bất khả xâm phạm như các tứ trụ đã hạ cánh an toàn trước đây. Truyền thông nhà nước ngày 2 tháng 11 đã đăng tải thông tin ông Mai Tiến Dũng, cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ khai rằng ông được cấp trên giao chỉ thị giải quyết các đơn thư của công ty Sài Gòn Đại Ninh trong vụ án sai phạm về đất đai ở tỉnh Lâm Đồng. Trong giai đoạn xảy ra vụ án, cấp trên cao nhất của ông Dũng chính là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. AFA dẫn nhận định của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội cho rằng đây là lần đầu tiên báo chí trong nước công khai việc ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ, không làm đơn phương một mình mà có nhận chỉ đạo của cấp trên. Mà cấp trên là ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng thời kỳ đó. Công nhận đây là mặt tiến bộ về sự minh bạch lần đầu tiên công khai. Phía công an, cơ quan điều tra đang củng cố bổ sung chứng cứ để có thể đi đến một bước tiếp theo mạnh tay hơn là khởi tố, truy tố, bắt giam ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Toàn nói thêm. Và đây là hình ông Nguyễn Xuân Phúc. Theo AFA, ông Mai Tiến Dũng còn khai thêm với cơ quan điều tra và được báo nhà nước đăng tải về mối quan hệ giữa Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Nguyễn Cao Trí với lãnh đạo chính phủ khi đó, khiến bản thân không còn cách nào khác nên phải ký phê duyệt. AFA dẫn lời luật sư Vũ Đức Khanh, một nhà quan sát chính trị Việt Nam từ Canada nhận định rằng Tôi hoàn toàn nghĩ ông Tô Lâm sẽ đem ông Nguyễn Xuân Phúc ra để mà dằn mặt tất cả những thế lực khác ở trong đảng. Tức ông ấy thể hiện rằng ông ấy sẽ không ngừng tay nếu ai cản trở tiến trình mà ông ấy gọi là kỷ nguyên vương mình của đất nước. Đó là điều ông đã nhấn mạnh trong bài diễn văn ngày 24 tháng 10, tức điểm nghẽn là thể chế. Vì vậy, ông ấy cần có sự ra tay rất mạnh mẽ và ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ là nhân vật đầu tiên phải trả giá đó. AFA cho biết, mới đây nhất, Tổng bí thư Tô Lâm đã tổ chức cuộc gặp mặt với các nguyên lãnh đạo đảng tại số 1 Hùng Vương. Các cựu thành viên tứ trụ gấp mặt, bao gồm cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cựu tổng bí thư nông đức mạnh các cựu chủ tịch nước như trương tấn sang và nguyễn minh triết và cựu chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng nhưng điều đáng chú ý hơn cả là sự vắng mặt của các cựu thành viên tứ trụ của khóa 13, trong đó có nguyễn xuân phúc đây là những người bị bật ra khỏi bộ tứ quyền lực trong thời gian gần đây trực tiếp mở đường cho sự lên ngôi của tô lâm và đây là hình tổng bí thư tô lâm afa cũng cho biết nhà báo nguyễn khắc toàn đã lên tiếng chỉ trích đường lối của ông trọng ở các nước ngoài ta còn bắt đến cả thủ tướng, bắt cả tổng thống là chuyện rất bình thường. Chứ không thể làm theo tư duy cũ của ông Nguyễn Phú Trọng, đó là miệng thì nói không có vùng cấm trong đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, nhưng thực tế đã vạch ra những vùng cấm để bảo vệ những quan chức phe cánh của mình. Với trường hợp ông Nguyễn Xuân Phúc cứ mạnh tay mà làm không thể có chuyện hệ thống chính trị này đổ vỡ, đổ bình quý như ông Trọng căn dặn, ông Toàn nói thêm. AFI nhận xét, nếu giờ đây ông Tô Lâm dám phá vùng cấm mà ông Trọng đặt ra trước đó về việc các thành viên tứ trụ không thể bị truy tố, đây có thể là minh chứng hùng hồn nhất chứng tỏ ông đã vượt qua khỏi cái bóng của ông Nguyễn Phú Trọng. Dù bắt ông Phúc là một thách thức, nhưng Tổng bí thư Tô Lâm có lợi thế là gần như đang nắm trong tay Bộ Công an khi Bộ trưởng Lương Tam Quang được cho là người thừa hành theo mệnh lệnh của ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ông Nguyễn Xuân Phúc đứng trước nguy cơ không còn là vùng cấm Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo trong đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nhân sĩ trí thức kêu gọi chính quyền đổi mới lần hai. Ngày 5 tháng 11, AFA tiếng Việt loan tin, người dân kêu gọi đổi mới lần hai để khai thông điểm nghẽn thể chế. Theo đó, 38 năm sau ngày đổi mới, xóa bỏ bao cấp và chuyển sang mở cửa kinh tế, hội nhập với thế giới, người dân Việt Nam tiếp tục kêu gọi một cuộc đổi mới lần thứ hai, trong lúc ông Tô Lâm chỉ ra kỷ nguyên vương mình của dân tộc. AFA cho biết, 7 tổ chức xã hội dân sự trong nước và 32 cá nhân Ngày 3 tháng 11, đồng ký thư kiến nghị gửi Tổng Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng, trong đó kêu gọi xây dựng một lộ trình đổi mới lần hai về chính trị sau cải cách kinh tế năm 1986, gồm các chương trình hành động cụ thể với mục tiêu thời gian thực hiện rõ ràng. Theo những người khởi xướng, điều này sẽ tạo điều kiện cho công chúng và các tổ chức xã hội có thể giám sát, ủng hộ và đồng hành cùng chế độ trong quá trình đổi mới. Và đây là hình bản tin trên AFI theo AFA, kiến nghị thư viết, lộ trình đổi mới lần thứ hai cần ưu tiên đến các vấn đề cải cách thể chế, bao gồm xây dựng một hệ thống pháp luật công bằng, bảo vệ quyền lợi của công dân và đảm bảo tính minh bạch trong quản lý. Điều này không chỉ giúp giải quyết những điểm nghẽn hiện tại, mà còn đặt nền móng vững chắc cho một xã hội ổn định và phát triển bền vững trong tương lai. AFA dẫn lời ông Lê Thân, chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng nói rằng, lần đổi mới này không phải là ý muốn của ai cả, tình thế bắt buộc phải làm, chứ không phải là ý muốn của ông A, bà B. Không thay đổi là chết, tất nhiên dân chết thì đảng cũng chết, không có cách gì khác. Ông Lê Thần cho biết, cải cách kinh tế năm 1986 đã giúp cho đất nước phát triển kinh tế và thoát khỏi tình trạng nghèo đói do nền kinh tế tập trung gây ra. Còn cải cách thể chế lần này giúp đất nước thoát khỏi tình trạng ngãn thể chế như Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu gần đây. Ông Thân cũng cho biết, những hành động và biểu hiện gần đây cho thấy ông Tô Lâm và lực lượng tiến bộ trong Đảng đang có sự thay đổi rất nhanh và mạnh. Tuy nhiên theo ông, vấn đề là lực lượng tiến bộ trong Đảng có thể chi phối được lực lượng lạc hậu hay không. AFA cũng cho biết, các nhân sĩ trí thức trong kiến nghị thư đồng thời kêu gọi chính phủ Tôn Trọng cam kết về quyền con người, ra xóa và sửa đổi các quy định vi hiến và vi phạm cam kết quốc tế, cũng như cải cách hệ thống bầu cử để đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Trước đó, ngày 21 tháng 10, AFA đã loan tin về phát biểu của ông Tô Lâm, gọi thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Lời phát biểu này được ông Tô Lâm nói trước Quốc hội sáng ngày 21 tháng 10. Ông thừa nhận, trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục liên quan đến thể chế, hạ tầng và nhân lực. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước còn bất cập công tình trong lấn giữa lập pháp và hành pháp chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Ông Tô Lâm khẳng định, những việc này cần nhanh chóng khắc phục, không để cản trở hay lỡ thời cơ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. AFA dẫn bài nói chuyện này, trong đó ông Tô Lâm nói, chất lượng xây dựng, hoàn thiện pháp luật, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, một số luật mới ban hành đã phải sửa đổi, các quy định chưa thực sự đồng bộ, còn chồng chéo, nhiều quy định còn khó khăn, cản trở việc thực thi, gây thất thoát, lãng phí các nguồn lực, chưa tạo môi trường thực sự thuận lợi để thu hút nguồn lực của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, khơi thông nguồn lực trong dân. Ông đề nghị cần xây dựng các quy định pháp luật phù hợp với thực tiễn Việt Nam và vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không nóng vội nhưng cũng không cầu toàn để mất thời cơ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nhân sĩ, trí thức kêu gọi chính quyền đổi mới lần hai. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.